chưa? Rồi. Bay đâu nhỉ? Xúc cái đất ở dưới quế, à, cái cát ở dưới gần mặt đất ấy, nó ướt, cho thêm vào nó. Bởi từ Tết, ở trong Tết mình sợ xây vào đâu thì mới quen được. Nhưng mà bà không đi. Bà anh không đi à? Bà không đi đâu. Hiếm lắm, thấy chỗ nào bà cũng đi. Cho nhà ông Khán thì bà nên cần cứ dạ mãi bà mới đi thôi. Mira. Ah.
hai cái thằng em thằng Minh là thằng mà nó cứ được cắt ấy chảy hết rồi, cắt xây các kiểu chảy hết rồi. Được đấy. Ở đây không có quầy thuốc nào. Nhưng không có đâu, ra xá. Thank you.
đi, không khao vào. Mấy cái kia đổ mái xong thợ mà dồn lên làm lúc xong đâu. Hôm nay chắc xây đến bằng đầu nhỉ. Cái cục này. Đánh phát giả luôn, đừng có chơi cái vài chấm điểm hôm sau tính có thằng nào đâu.
Con sợ lấy ra hết thế. Không, cho bà cứ cầm cho mẹ ăn rồi. Ôi, cái vừa này đầu men to lắm ấy. To không? Đâu, đầu to rồi. Cái vừa này cứ uống cốc và được rồi. Nhưng cái này nó nói ra. Đầu của thức to thế. Cái vừa này Sắt nó đẩy ra rồi. Thank you.
chọn tải chơm nhà. Chỉ cần xây được một cái cột này thôi. Xây cái này. Xây đến trên này là được rồi. Ông u đấy. Mai lại mưa rồi anh cả. Vợ đi sang lại về luôn nữa. Về. Cho vợ ở trên đấy. Cho vợ ở trên đấy nó đi với thằng khác. Nó đi xả hai phía. Bây giờ dân quân trong. Đấy, trước trong có thằng không? Chủ vợ trước trong này. Đấy, dọn lại cái trước bên kia đi xem nào cháu ạ. Mét mấy nhỉ? 6. Nó bị vài ly có ảnh hưởng không à chú Hiệu? Thank you.
tao đậm rồi. Nó sẽ đổ, tao đậm rồi.